Em mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ một món ăn cực kỳ bổ dưỡng, được làm từ tôm và rau củ. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản. Cho ra món bánh giòn bên ngoài, mềm dẻo bên trong. Mình có thể ăn kết hợp với rau sống và mắm chua hoặc là tương ớt thì rất ngon. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Heo có chuẩn bị 150g tôm tươi, heo đã rửa thật là sạch, bóc vỏ và lấy chỉ lưng. Giờ thì heo sẽ lau sơ lại bằng cái miếng giấy ăn để cho con tôm của mình nó được khô ráo hẳn. Lau khô con tôm để lát nữa khi mà mình trộn thì con tôm nó sẽ không ẩm ướt, nó sẽ không ra nước. Lau những con tôm xong hết rồi thì bây giờ heo sẽ chẻ con tôm ra làm hai như vậy nè. Và mình sẽ xắt nhỏ lại, cũng không phải xắt nhuyễn quá nhưng cũng không phải xắt to quá. Mình xắt cho nó vừa vậy đó. Cái miếng thịt tôm á, nó to bằng cái đầu đũa ăn như vậy nè, để lát nữa khi mình ăn mình cảm nhận được. Xong rồi á thì heo cũng có chuẩn bị 100g cà rốt. Bây giờ thì heo cũng xắt miếng ra, xong rồi á thì heo cũng cắt hạt lựu lại. Cà rốt á thì heo sẽ xắt hạt lựu nhỏ nha. Heo cũng có chuẩn bị một củ khoai tây 300g, heo cũng cắt hạt lựu nhưng heo cắt lớn hơn tại vì khoai tây nhanh mềm. Heo cũng có chuẩn bị 50g đậu que nè, heo cũng cắt thành từng khoanh nhỏ. Rau củ thì heo đã cắt xong hết rồi, bây giờ heo đem đi luộc nha. Heo có nấu sẵn một nồi nước sôi nè. Giờ thì heo sẽ cho cái phần cà rốt và khoai tây vào mình luộc trước, tại vì cà rốt và khoai tây nó lâu chín hơn đậu. Cho vào xong rồi thì heo cũng luộc ở lửa trên trung bình cho cái phần khoai tây và cà rốt nó nhanh chín. Lúc này thì heo sẽ luộc tầm cỡ khoảng 2 phút. Sau 2 phút thấy khoai và cà rốt nó trong rồi thì heo sẽ cho cái phần đậu que vào mình luộc. Và lúc này thì cái phần đậu này heo cho vào thì heo luộc tầm cỡ khoảng 30 giây hà, tại vì đậu nó nhanh mềm lắm. Trộn sơ như vậy thì đậu nó sẽ giòn ngon. Đây cả nhà xem nè, đậu nó chuyển sang cái màu xanh trong rồi và tất cả rau củ đã chín. Bây giờ thì heo sẽ lấy ra nha. Vớt rau củ ra, heo sẽ cho trực tiếp qua bên cái thau. Và khi vớt ra cả nhà nhớ mình rây cho nó ráo hết nước, để khi mình trộn với bột nó sẽ không bị nhão. Rau củ thì heo cho qua thau xong hết rồi, hiện tại còn rất là nóng luôn. Lúc này thì heo sẽ cho vào đây 150g bột năng, heo sẽ chia làm 2 lần. Nóng lắm luôn á, khi trộn cái này nè cả nhà mình nhớ cẩn thận nha. Trộn sơ một lần cho rau củ nó thấm đều với bột. Tiếp tục heo sẽ cho hết cái phần bột còn lại luôn. Rồi lúc này á thì heo sẽ trộn đều và mình sẽ nhồi lại cho cái phần khoai tây á nó hòa tan với bột, để bột của mình á nó dẻo hơn. Lúc này khoai tây còn rất là nóng cho nên mình nhồi với bột năng á thì bột năng sẽ có kết dính nhanh hơn. Heo nhồi một xíu thì lúc này bột nó tạo thành một khối dẻo như vậy rồi nè. Giờ thì heo sẽ cho cái phần tôm mình đã băm lúc nãy vào luôn. Trộn lên cho tôm nó hòa lẫn hết vào bột và rau củ. Cho thịt tôm vào thì cái phần bột của mình nó hơi nhão nhão ra rồi nè. Tại vì ở trong tôm nó vẫn có cái độ ẩm ướt. Rồi bây giờ heo nêm gia vị nha. Heo sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Và ở đây là hành lá và ngò rí heo đã băm nhỏ ra. Heo sẽ cho một nửa vào. Heo cũng cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, để bánh mình trộn nó được bóng mượt hơn. Rồi bây giờ thì heo sẽ trộn đều cho tất cả gia vị nó thấm hết vào bột nha.
Heo trộn một xíu thì bây giờ tất cả nguyên liệu nó đã đều lại với nhau rồi. Nhưng vì á, mình cho gia vị thêm và trong tôm có nước á, cho nên bột hơi nhão. Giờ thì heo sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng canh bột năng. 2 muỗng canh này á, thì tương đương 20g. Như vậy tổng lượng bột của mình á, là 170g. Nếu cả nhà thấy bột nó còn nhão á, thì mình cho thêm một tí xíu bột nữa không sao trơn nha. Miễn sao mình nhồi lại thành khối bột dẻo không dính tay như vậy là được rồi nè. Giờ thì heo chuẩn bị đem chiên luôn nha. Để chiên bánh này á, thì heo cho vào chảo một lượng dầu ít thôi à. Miễn sao á, dầu nó bám đầy cái đáy chảo là được rồi, không cần nhiều quá. Mở lửa lên cho đũa vào, thấy đũa sôi như vậy là dầu đã nóng rồi. Giờ thì heo sẽ cho những chiếc bánh này vào. Cho bánh vào á, thì mình để lửa riu riu nhỏ thôi nha. Khi cho bánh vào xong rồi á, mình sẽ chiên bánh này ở lửa dưới trung bình để hơi bánh của mình á, lửa lớn quá thì bánh nó nhanh khét mà nó không chín bên trong, còn chiên lửa nhỏ quá á, thì cái bánh nó sẽ bị động dầu. Trong lúc mình chiên á, thì mình sẽ nhanh tay trở đều bánh nha. Cả nhà xem nè, những cái bánh á, nó lên cái màu của rau củ á, nhìn rất là bắt mắt luôn. Với phần thịt, nếu cả nhà không thích ăn thịt tôm, mình có thể thay thế bằng thịt heo hay là thịt gà, cũng rất là ngon nữa. Và đặc biệt các cái bánh này mình chiên không hề động dầu, bên trong rất là khô ráo luôn. Heo chiên một tí xíu thì bây giờ bánh nó cũng đã vàng rồi nè, cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Nhìn rất là ngon luôn và hiện tại cái mùi nó bốc lên nó thơm lắm. Bánh lúc này thì cũng đã chín rồi, nếu cả nhà thích ăn vàng thêm mình có thể để thêm tí nữa nha. Rồi bây giờ thì heo chuẩn bị sẽ lấy bánh ra. Nhưng mà heo thấy á, cái độ vàng như vậy là vừa rồi. Như vậy á, mình sẽ giữ được cái độ giòn ngọt tự nhiên của cái rau củ ở bên trong bánh. Những cái bánh heo chiên trước, nó vàng trước thì heo sẽ lấy ra trước. Còn những cái bánh chiên sau á, thì mình sẽ lấy sau. Cứ như vậy heo sẽ chiên cho hết cái phần bột còn lại của heo nha. Và đây là thành phẩm bánh rau củ trộn với tôm heo làm xong rồi nè. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Heo cũng có chuẩn bị một cái bánh nè. Bây giờ thì heo bẻ ra cho cả nhà xem nha. Ở ngoài vỏ thì nó hơi giòn giòn nè, nhưng mà mình xé cái bánh ra bên trong á, thì cái bánh rất là dẻo mềm luôn, nhìn rất là ngon gì đó. Ở bên trong á, thì mình nhìn thấy rõ nè, cà rốt, rồi á, đậu que và khoai tây luôn. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Bánh rất là ngon luôn á, ngoài vỏ thì nó giòn giòn nè, bên trong á thì dẻo mềm, mình ăn trúng ngay rau củ á, nó có cái độ giòn ngọt tự nhiên luôn, và nhai ngay miếng thịt tôm á, thì nó có độ giòn giòn ngọt ngọt, dai dai ngon lắm. Bánh này á, ăn không như vậy cũng ngon nè, rồi á, mình chấm với lại mayonnaise tương ớt á, thì nó tăng thêm hương vị, và nếu có thể á, mình ăn với lại rau sống mình cuộn lại nè, gói bánh tráng, rồi mình chấm nước mắm chua ngọt, thì ăn sẽ rất là ngon. Heo nói vui xíu nha, nếu mà hôm nào á mình ngán cơm rồi á thì mình đừng có thèm phở. Làm cái món bánh này mình ăn đi, nó vừa ngon mà lại đủ đầy dinh dưỡng nữa. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản, chỉ cần á mình sắc tôm ra xong rồi á thì mình luộc rau củ lên, trộn với bột, trộn luôn với tôm, rồi á thêm gia vị vừa ăn với khẩu vị gia đình mình, đem đi chiên. Như vậy á là mình đã có được một món bánh thật là ngon, vừa nhanh vừa đơn giản nữa, lại đủ đầy dinh dưỡng. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra một món bánh thiệt là ngon cho gia đình mình thưởng thức nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món bánh rau củ nha.